Hôm nay ngày 16 tháng 1, các đại lý bảo hiểm y tế bắt đầu tiếp nhận thu tiền và nhận thủ tục đăng ký tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình cho người dân. Các gia đình có thể tìm đến Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn để mua bảo hiểm y tế. Theo hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, việc thu bảo hiểm y tế phải đảm bảo nguyên tắc 100% thành viên hộ gia đình bắt buộc phải tham gia. Mức đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình từ ngày 1 tháng 1 năm 2015 là 4,5% mức lương cơ bản, tức 1 triệu 150.000 đồng. Liên quan đến việc người khám chữa bệnh ngoại trú trái tuyến ở phòng khám đa khoa tư nhân không được hưởng quyền lợi 70% từ ngày 1 tháng 1, đại diện vụ chính sách Bảo hiểm Y tế, Bảo hiểm xã hội Việt Nam khẳng định, luật Bảo hiểm Y tế sửa đổi và các thông tư hướng dẫn đã quy định như vậy thì phải thực hiện đúng. Theo Bộ Y tế, năm 2006 chỉ có 44% dân số tham gia Bảo hiểm Y tế, đã đạt được 66,8% dân số tham gia. Mục tiêu đến năm 2015 sẽ đạt 80% dân số có bảo hiểm y tế. Đến năm 2020, toàn dân sẽ tham gia bảo hiểm y tế. Tuy nhiên, dư luận cho rằng luật bảo hiểm y tế cũng cần xem xét bổ sung thêm quyền lợi cho người tham gia đóng bảo hiểm y tế.